loại trái cây giúp giảm mỡ bụng nên thêm vào thực đơn. Quả chuối. Chuối chứa nhiều chất xơ, tinh bột kháng và là loại trái cây ít chứa năng lượng, có lợi cho việc giảm cân. Kiên trì ăn 1-2 quả chuối mỗi ngày sẽ giúp cơ thể đào thải được độc tố, thu nhỏ vòng eo, khiến mỡ bụng giảm nhanh chóng. Duy trì ăn chuối mỗi ngày sẽ giúp bạn giảm cân hiệu quả. Quả táo. Táo giàu pectin là loại trái cây chứa nhiều canxi hơn các loại trái cây thông thường, giúp bạn giảm cảm giác thèm ăn, giảm lượng calo hấp thụ vào cơ thể và ngăn chặn quá trình tái tạo chất béo. Thời điểm tốt nhất để ăn táo là vào buổi sáng trước khi bạn dùng bữa sáng. Quả chanh. Quả chanh có khả năng giải độc hiệu quả nhất trong tất cả các loại trái cây. Axit citric có trong chanh chính là chất thúc đẩy quá trình giải độc, giúp trao đổi chất của các tế bào, làm sạch đường tiêu hóa, cải thiện đường ruột, hiệu quả trong việc giảm mỡ bụng và giảm cân nhanh chóng.